rồi. Hello. Hello. Mickey Mouse. Cái ba gần đi. Ơi. Trời coi mặt. Mặt thấy ghét. Mặt thấy ghét. Bạn kia kìa. Suri đi không? Mã đi rồi. Đang ở Taipei. Cái giày. Đang ở Taipei. Đi chạy tung tăng. Ăn mì. Mì với hoành thánh. Ở sân bay. Sân bay Đài Loan. Đói quá trời luôn. Đói. Đói đâu, nãy lên máy bay là ta cho ăn một cừ. Nhưng mà vẫn đói tại vì tới giờ này sáng mình đâu ăn gì đâu. Giờ này giờ à, giờ này giờ ăn tối. Việt Nam rồi. Bên này là 9 giờ mấy rồi. Giờ ăn tối ở Việt Nam. Tại Việt Nam mình ăn nhiều cừ. À. Là sáng mình đâu ăn mà sáng mình ăn cái ổ bánh mì. Xong mình lên máy bay mới ăn có một chút. Chút lên máy bay ăn tiếp. Chút nữa đi mua boba uống. Chờ tới 4 tiếng lận. Còn 2 tiếng nữa. À, 2 tiếng hả? 2, 3. Còn phải 2 tiếng nữa. 11 giờ mấy mình bay. Giờ là 9 giờ mấy. 11 giờ 55. Thì giờ 9 giờ 15 rồi.
về lại tới Mỹ rồi, bây giờ mình ăn. Ăn xong rồi, cơm cháy. Bò lúc lắc cơm cháy. Mì hoành thánh xá xíu. Chi